Hỏi chứ, hỏi MC Ngọc Lan chứ. Mình đó, năng niu á, kinh sóc á, hồi nào giờ có năm mấy ký à, bây giờ bảy mấy ký rồi, là lấy gì mình không tiếc không? Hỏi chứ, đúng không? Biết bao nhiêu tiền của chồng, phải không? Nhiều khi người ta nói, đàn ông vậy á, nhiều khi có nhiều người không hiểu đó. Đàn ông gì sợ vợ nhu nhược, không phải. Thương vợ. Thương vợ. Vợ mình cũng thương, thương ai nữa, phải không? Thấy bà xã đó mặc bộ đồ cái đầu đội nón lá, trời ơi dân quê lắm kìa, mà quê mà phải nói là quê theo giống như gái quê vậy đó, mặc áo dài đó này, bộ đồ bộ nha, không bộ đen thì bộ đồ trắng, à đội nón lá cứ đi ở ngoài đường đó, mà đặc biệt ở Phú Quốc là hầu như thấy có một mình cô này à. Mình thương là thương cái dáng gì đó, mình thương cái dáng đẹp, cái cách, cái phong cách gì đó, từ đó mới si mê gì chứ thật sự không có đẹp đẽ gì đâu, không ừ đó gì, bây giờ mới ghiền mới mê gì đó. Chào em xin Ngọc Lan. Thưa quý vị, đây là chú Lê Đình Quang, hiện nay là 53 tuổi, và cô Nguyễn Thị Mai 53 tuổi. Cô chú kết hôn với nhau được 30 năm rồi, và bây giờ thì con xin nhường phần giới thiệu lại cho cô chú để cô chú gặp gỡ quý vị khán giả nhé. Tôi tên là Lê Đình Quang. Rồi em giới thiệu em đi. Tôi tên Nguyễn Thị Mai. 53 tuổi. Hai vợ chồng cùng tuổi, hiện giờ sinh sống tại thành phố đảo Phú Quốc. Cô chú ơi, con nghe nói là tình hình dịch bệnh ở Phú Quốc cũng khá là ổn định hả cô chú hả? Đúng rồi. Ở Phú Quốc không có. Ở Phú Quốc không có đâu, nhưng mà cũng phải giãn cách, cũng như là giãn cách để mọi người để mà biết phòng ngừa đó. Dạ. Hiện tại thì con đang nghe tiếng chim với là tiếng ve đồ rất là nhiều. Chắc có lẽ là mà con lại thấy là cô chú đang ở trong một cái không gian rất là thiên nhiên. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ôn lại kỷ niệm lần đầu tiên mà cô chú gặp nhau trong cái hoàn cảnh nào được không ạ? Gặp bà xã là trong vấn đề là coi như hồi đó là đi lính đó, đi lính về. Bà xã này đó là có một người bạn là quen với người gì là của mình đó, đâm ra là cái sự quen biết là cũng sự giới thiệu, và có dịp về Phú Quốc đó cũng như thăm mẹ, mà thấy bà xã đó mặc bộ đồ cái đầu đội nón lá, trời ơi dân quê lắm kìa, mà quê mà phải nói là quê theo giống như gái quê vậy đó, mặc áo dài đó này, bộ đồ bộ nha, không bộ đen thì bộ đồ trắng, à đội nón lá cứ đi ở ngoài đường đó, mà đặc biệt ở Phú Quốc là hầu như thấy có một mình cô này à. Mình thương là thương cái dáng gì đó, mình thương cái dáng đẹp, cái cách, cái phong cách gì đó, từ đó mới si mê gì chứ thật sự không có đẹp đẽ gì đâu, không đó gì, bây giờ mới ghiền mới mê gì đó. Chứ có gì đâu, trời ơi, người ta như vậy mà kêu không đẹp đẽ gì đâu. Không, nói chung cũng ok, không có gì đẹp. Tóc lúc đó là dài tới đâu chú nhớ không? Dài hút mông luôn. Hút mông luôn đó. Tóc nhiều lắm, dài lắm. Dài lắm. Mà không có mái, suông lắm. Mà đặc biệt đi đâu cũng vậy, đi đâu cũng đội cái nón lá hết. Cái nón lá nhiều khi đội mấy năm trời không thay luôn đó. Nó hay chỗ đó đó, nó thương cái chỗ đó đó. Chẳng hạn lên xuống nha, Sài Gòn nha, hồi đó ở Sài Gòn lắm. Cô bà xã đó, đi lên đi xuống làm cực khổ nha, đâu phải là ấy đâu. Làm cực khổ dành dụm mà đi máy bay không nha. Chứ không đi tàu đâu, tàu là giao chào các bạn liền à. Hò ơi là hò liền á. Là mời các bạn lại ăn á, xơi đó là ối á, mửa đó, không chịu nổi. Dân thành phố mà đâu biết đi biển đâu, đi vé máy bay trời ơi đó, mà đi máy bay đâu phải cũng sang lắm nha, năm phần vàng là không ít đâu chạy, năm phần vàng đi tới đi lui, ông già vợ là ông già xưa nữa, khó lắm, trời ơi, cứ một lần mà hẹn nhau 9 giờ mà 9 rưỡi phải có mặt ở nhà rồi. Vậy thì còn cô, lần đầu tiên mà cô gặp chú thì có ấn tượng của cô dành cho chú là như thế nào? Lúc đầu tiên gặp thì không có ấn tượng gì chứ. Tại vì ổng theo lâu quá rồi, cái thấy tội nghiệp thì mới thương luôn chứ. Lần đầu tiên là mắt giá trị gì em? Người là mắt giá trị gì? Cái mức độ không đó phải là gì, cũng như là mình cũng ngại là thanh niên ở thành phố mà
trai thành phố xuống đi Phú Quốc là quê mà mình cũng ngại, mình sợ nhiều khi không biết người ta có thiệt tình với mình không, lừng gạt. Dạ, mình cũng sợ, thành ra mình đâu có nghĩ tới. Bây giờ thì ốm nó xấu chứ hồi đó là bảnh trai lắm. Nói chung là đẹp trai bảnh trai lắm, mà hồi xưa mình ở trên thành phố ơi để tóc dài lắm, để tóc dài đó, cái mô đen mà tóc dài quần lo ống lo đó. Nói chung là chung chắc thì thương tôi cái chỗ mà đẹp trai, tôi cái chỗ mà đẹp trai, thấy không, đẹp trai với lại ga lăng. Có một lần đó phải không, thì hẹn phải không, và đi uống nước cái đi ra chờ hoài cả tiếng đồng hồ luôn không thấy ra. Hôm sau cái về không gặp được luôn nữa, là coi như giận quá mua vé bay bay về. Bay về thì bắt đầu cái nửa tháng tháng bắt đầu nhớ cái mua vé bay ra nữa, viết muốn hết tiền luôn, muốn hết tiền của vợ luôn vậy đó. Thì thấy tội nghiệp mới thương chứ đó, mới gặp là chưa thương. Chừng nào cô mới thương? Thì mình hiểu hoàn cảnh, thấy cũng cũng khổ, thấy gì vậy mình mới thương. Cũng không phải như người khác được đầy đủ cha mẹ hạnh phúc, tới đi lính về giờ mới được gặp mẹ đó. Hồi nhỏ lớn là mấy tuổi là sống với cha ở thành phố, may mà sống cho chết không biết làm sao mà về thăm mẹ nữa, nó thật sự là như vậy. Những lúc mà chú đi công tác, đi làm nhiệm vụ vậy thì chú có sợ là ở nhà cô có người khác đeo đuổi không? Có nhiều người đeo đuổi là cũng có nhiều lắm. Hồi đó là kiểu như là không có quen trước á, có người ta đi tới nhà ta hỏi. Hồi xưa là mai ta mối tới, ta hỏi nhiều người lắm. Vậy thì tại vì sao mà bây giờ con vẫn phải hỏi lại, đó là tại vì sao mà cô lại quyết định chọn cái người đàn ông này gắn kết với cuộc đời của mình? Chắc chắn là chú phải có cái điểm gì đó rất là đặc biệt. Thì mình thấy cũng như là sống biết nghĩ cho người khác, thì cũng yêu thương, thấy thương thật tình á, thấy thật tình, thành ra mình mới quyết định là mình đi đến hôn nhân, thành ra mình mới không còn nghĩ tới người khác nữa. Hình như là tôi có nói một câu là anh sẽ quyết định khi mà đến với em, yêu thương em, chọn đời chọn kiếp, lo cho em tới anh không còn lo được nữa, mình cũng chưa lập gia đình nữa, cái mình nói thôi, trong mơ nói thôi bây giờ xuống thăm mẹ mình một lần nữa coi, rồi coi người ấy như thế nào đó, trong bụng vậy đó. Ai ngờ cái buổi chiều đó thấy người ấy đi cày dơi nữa, tự nhiên thương nữa, phải không? Bắt đầu thôi, thấy em dáng thước tha quá, thôi chịu không nổi, hốt gì luôn chứ sao vậy. Đó, cô còn con gái cô có 49kg à, bây giờ bảy mấy à, bây giờ tới 75kg, cũng thành bé Liên Xô rồi. Đeo đuổi tới 3 năm sau mới thành, năm 92 kết hôn. Chắc có lẽ bây giờ con phải nhờ cô chú ôm lại cái kỷ niệm ngày cưới đi, không biết là cái ngày mà mình đem trầu cao qua mình đón cô dâu nó có khó khăn hay không, hay là nó rất là suôn sẻ. Khi về Phú Quốc để mà lập gia đình, cưới vợ đó, là hầu như là đi sắm lễ vật mình nên đầy đủ hết, mình nên đi gọi là phải nói là một thân một mình một ngựa luôn. Về tới nơi Phú Quốc thì có mẹ có ngoại, cũng nhờ mặt ngoại với mẹ đó thì ghé cũng hỏi vợ cho mình. Ảnh đi thành phố á, ảnh sắm lễ vật về xong ảnh mang thẳng đi vô trong nhà mình luôn. Rồi á hỏi như là hoàn cảnh gia đình đồ vậy đó, cái ảnh mới kể lại cũng như là con lo một mình, tiền của gì tiền bạc gì cũng con tự con lo. Ông ba ở nhà là ổng mới nói không cần làm đám cưới dình gian gì hết á, chỉ làm lại bàn thờ ông bà đâu là được rồi, còn tiền của mày á mày để mình nuôi vợ nuôi con mày đi. Ổng cũng khó tánh nhưng mà thương người lắm, không có khinh người nghèo hay là cái gì hết trơn á. Ba ở nhà nhà, lúc mà chú chia sẻ về những cái tình cảm mà chú dành cho cô á thì con thấy cô rất là xúc động. Con không biết là từ hồi xưa tới giờ có bao giờ mà cô nghe chú chia sẻ về những cái tâm tư tình cảm đó của chú hay chưa,
hay là đây là lần đầu tiên mà cô nghe chính từ tận trong cái đáy lòng của chú? Cô cũng có nghe hồi lúc mà sanh con đầu lòng á, sanh là ở chung trong gia đình cha mẹ của cô. Rồi cái mới được 1 tháng rưỡi mà hai người mới nhà riêng. Chú sợ cũng như là không có chăm con là về sợ té với kiến cắn, mũi cắn rồi đó. Cái chú nói em cứ cứ giữ con, đừng có để cho nó té, đừng có để mũi cắn, kiến cắn gì trơn là được rồi. Còn mọi việc là cứ để anh làm hết. Ổng đi làm, ổng đi làm về là vô là mình thấy mình lúc con ngủ đó, mình ra mình nấu cơm hay là mình làm cái này kia đó, ổng cho, ổng kêu cứ ngủ đi, lúc con ngủ thì cứ ngủ, nó thức mình đâu có được ngủ. Ổng đi làm về là bắt đầu ổng đi cũng làm hết. Làm hết rồi mình thấy cũng thấy tội. Cô ghi nhận trong lòng, cô để đó để mình chăm sóc lại mà, để mình bù lại thôi. Bởi vì khi sau này mà ổng bệnh đó thì bắt đầu là cô chăm sóc không à. Bây giờ là mới bị chặn bệnh nữa nè, thành ra mới ốm dữ vậy đó. Cái giai đoạn mà chú bệnh như thế thì nó có ảnh hưởng nhiều về vấn đề kinh tế cũng như là cuộc sống của mình không cô? Lúc đầu đó là bệnh bú bú cổ mà bú độc á. Bệnh á thì mà vợ mới khổ thôi. Đó, cái hối hận một điều là mình bệnh đi đâu có nổi, vợ ẩm đi không à. Ẩm đi rồi vệ sinh này kia rồi vô đút từng muỗng cơm. Hỏi ăn một lần có muỗng cơm sao sống. Như vậy đó mà nhìn hai đứa con á là thấy á, tự nhiên á là phải mình phải có sức sống. Mình phải sống. Con nó nhỏ quá à. Giờ mà bây giờ mình chưa làm, mình chưa có tạo cho nó được cái gì, chứ bây giờ như vậy nó trời ơi, phải nói là bởi vì từ cái chỗ đó hầu như nghị lực sống mạnh lắm. Cái năm mà chú phát hiện ra bệnh bú cổ là vào năm 2002 hả? Đúng rồi, chính xác luôn rồi đó. Lo cho bụng nhiều lắm, chứ lúc đầu mà bệnh mà ông bệnh mà tự nhiên cái ngã xuống té xuống, mình tưởng đâu giống như mấy người mà bị đột quỵ á, lúc đó là khóc. Lo không biết chuyện gì, khóc dữ lắm. Về cái đưa vô bệnh viện, rồi mới điện kiếm chị em đồ anh dễ rồi lại tiếp đưa vô bệnh viện xong rồi hết rồi đem về nhà. Sau bác sĩ khám nói là bị bú cổ á, mới đưa thẳng lên trung tâm ung bướu điều trị rồi mới bớt rồi mới về nhà. Thì tháng đi tới khám một lần. Giờ cứ một lần đi về tiền dữ lắm. Đó, nhiều khi hồi xưa lúc mà làm á cũng chịu khó làm, vợ chồng làm cũng có nhà có cửa đàng hoàng nha, chứ không phải đâu mà giết bệnh mà là tiêu tan hết bán hết á. Lúc nãy con rất là xúc động khi mà nghe chú nói cái câu này nè, đó là chú rất là hối hận. Khi mà con nghe tới chú hối hận á, con nghĩ là chú làm một cái điều gì đó, tức là một cái hành động nào của chú khiến cho chú hối hận. Nhưng không phải, chú hối hận vì chú bị bệnh. Có khi nào chú tuyệt vọng đến mức mà chú nghĩ quẩn không? Tuyệt vọng có chứ. Tuyệt vọng, nghĩ quẩn, nhưng mà khi nhìn lại là không thể. Cái gì nó cũng đổ xô vô bệnh hết trơn á. Đó, con cái nó ăn còn thiếu thốn nữa. Nhìn cái cảnh nó thì thuốc mình phải uống thuốc ngoại nữa. Đó, giờ con nó không có ăn nữa. Giờ nhiều lúc mà mình muốn bỏ liều chết đi. Muốn chết đi để với sao? Để những cái phần đó để lại cho nuôi con nuôi cái, chẳng hạn làm được để mình nuôi con không, chứ cái bệnh làm hỏi bú độc làm sao mà hết được, không thể nào hết được, phải nói là tuyệt vọng luôn. Thắp nhang ra giữa trời giái không, giái giang xong, vừa giái giang xong bước quay vô là té cái đục đùng liền, là đưa đi bệnh viện liền, cứ vậy đó, đằng nào cũng vậy chân á đó. Cũng giái cũng nguyện coi như làm sao mà hết được bệnh để mà làm, để mà bù đắp lại cho vợ con. Mà nói ra trong thật khoảng thời gian mà bệnh mà khổ sở, với lại phải nói là khi lập gia đình ở bên vợ, rất là biết ơn bên vợ rất là nhiều, rất là nhiều, khu mang đùm bọc rất nhiều. Con thấy cô rất là xúc động khi mà nghe chú nói như vậy. Cô có thể chia sẻ một chút xíu cái cảm xúc của mình hiện tại? Thì nào giờ mình cũng biết rồi, tại vì mình sống 30 năm rồi mà. Sống chung mà hiểu ý chồng mình như thế nào biết hết. Và lúc nào gia đình cũng đầm ấm hết chứ không có
Hồi nào giờ hai chồng sống chung 30 năm chứ không có đánh lộn, không có cãi lộn, mà cũng nói qua nói lại vài tiếng thôi chứ không có đánh lộn đâu. Ổng không có đánh cô bạc tay nào hết á. Có một lần á, cô đi cái cô giúp cái võng nó té đó, cái cô té xuống, cái té xuống cái cô nói không có sao, đứng dậy nói không có sao. Ổng nói ổng la ầm sùm ấy, cái đầu có nói tôi nó không có đau. Ổng nói không đau mà ổng đau, ổng nói vậy đó. Mình không đau mà ổng đau, nói vậy bây giờ nín lên luôn. Hỏi chứ hỏi MC Ngọc Lan chứ. Mình á nâng niu á, cân sốc á, nào giờ có năm mấy ký à, bây giờ bảy mấy ký rồi, là lấy gì mình không tiếc không? Hỏi chứ, đúng không? Biết bao nhiêu tiền của chồng, phải không? Nhiều khi người ta nói, đàn ông vậy á, nhiều khi có nhiều người không hiểu đó. Đàn ông gì sợ vợ nhu nhược không phải. Thương vợ. Vợ mình cũng thương ai nữa, phải không? Dạ. Nhưng mà hiểu được thương vợ cái chỗ là vợ nó cũng khổ cực mình cũng lắm rồi. Cô cái giai đoạn mà chú bệnh như thế thì cô phải chăm chú như thế nào cô? Thì lúc uống thuốc đi bác sĩ đi thành phố về uống thuốc rồi nó cũng bớt rồi, ăn uống rồi thì khó ăn lắm. Gia cô cũng nấu đồ ăn bồi dưỡng đồ cho mau lại sức về cô chăm sóc từ miếng ăn về giấc ngủ về khi mà đi vệ sinh rồi này nọ nó đi không được thì cô cũng dìu đi. Có khi đi không được á, cô bồng lên đi luôn. Chục năm đó MC Ngọc Lan, cái chục năm đó phải dòng giả, chục năm đó phải chuyện đơn giản. Bây giờ thì con mới hiểu lý do vì sao khi mà chú kể lại cái hành trình yêu cô, lấy cô làm vợ, thì chú cũng vẫn một tiếng là vợ, hai tiếng là vợ. Và bên cạnh đó, ngoài cái tình yêu dành cho cô thì chú còn có cả cái sự ngưỡng mộ dành cho cô và cả bên gia đình của vợ. Bởi vì trong suốt cả 10 năm, cô từ một cái cô thiếu nữ rất là xinh đẹp như thế, mà 10 năm ròng cô cực khổ để chăm cho chú. Thật ra thì yêu nhau thì nói rất là dễ đúng không cô chú? Nhưng mà cái hành động mình dành cho nhau như thế nào nó mới là khó để mà có thể giữ chân nhau đến tận 30 năm như vậy. Con rất là ngưỡng mộ tình cảm của cô chú dành cho nhau và những cái khó khăn mà cô chú đã vượt qua được. Và bây giờ thì có một cái món quà rất là đặc biệt của chương trình dành tặng cho cô chú. Con xin mời cô chú hãy đón xem. Xin chào bà quán bình thường nha. Ok. 1, 2, 3. Dạ, xin chào bà ba ở Việt Nam. Mà má nữa. Một, hai, ba. Dạ, con nên xin chào bà ba và mà má ở Việt Nam. À, cha mẹ. Dạ. Thì con biết là cha mẹ đang tham gia chương trình Tình Trăm Năm. Hôm nay con làm video này với bé Nam là con muốn chúc cha với mẹ nhiều sức khỏe. Dạ. Hiện tại là tình hình dịch bệnh đang căng thẳng thì con cũng không có về Thái Lan, về Việt Nam được. Con và bé Nam đang đợi dịch nó giảm bớt rồi sẽ đi về Việt Nam, sau đó sẽ thăm ba với mẹ. Tương lai là hẹn gặp lại ở Việt Nam đó mẹ ơi, cha ơi, là hy vọng là dịch chúng ta là gia đình đoàn tổ. Dạ, gia đình đoàn tổ. Ừ. Gia đình đoàn tổ chung đó, không ngồi xuống chung nói chuyện vui đó. Để cho cha mẹ yên tâm là hiện tại con với cha Nam cũng đang ở Surat Thani, thì cũng hai đứa cũng đang rất là an toàn. Dịch ở Thái Lan á, thì nó chỉ có phức tạp ở Bangkok thôi, còn ở mấy cái tỉnh lân cận á, thì nó cũng không có nguy hiểm nhiều. Ở Việt Nam mình dịch nó cũng căng thẳng. Cha mẹ Phú Quốc á, thì giữ gìn sức khỏe, tại vì con cũng không có ở bên cha mẹ, cũng không có nhiều khi mà lỡ có chuyện gì con cũng không lo được, thì con ở đây con cũng đứng ngồi không yên. Bây giờ là ở Surat Thani là không có suy nghĩ nhiều quá, bà ba mà má là con nè là chăm sóc con như nhiều quá, chăm sóc đồ ăn, chăm sóc bệnh, nếu anh như bệnh cái gì không khỏe cái gì là con nè là chăm sóc hết. Cha mẹ đừng lo, con đây con bé dạ. Nam với mẹ vợ chăm sóc con nhiều lắm, lo dạ. Ăn uống này kia rất là đầy đủ. Dạ. Thì con cũng hy vọng là cha mẹ cũng bên Việt Nam cũng giữ gìn sức khỏe để chờ con với bé Nam về. Để còn mà bé Nam đang thèm mấy cái món, với lại con bé Nam đang thèm mấy cái món mà mẹ nấu nữa. Đúng rồi. Thèm canh chua, thèm nhiều thứ lắm. Nói rồi là miếng chỉ ra. Ok ha, bà ba mà má ơi là không có suy nghĩ nhiều nè, nè ha. Chúc cha mẹ chúc cha và mẹ ở Việt Nam
của chúng ta là vui vẻ với là nhiều sức khỏe đó khó. Hôm qua thì con cũng đi chùa. Đi chùa thì con với Nan cũng có thắp nhang, cũng cầu bình an cha với mẹ. Dạ. Thì cũng hy vọng là dịch nó hết đi để gia đình mình đoàn tụ. Dạ, hy vọng là tương lai là gia đình đoàn tổ chung đó, mẹ và papa ơi. Nhân dân hết Covid, có Covid là sốc sốc mình không mạnh dám 7 giờ nữa ha. Con nói rồi, con nói với Phật rồi, không mà. Rồi, em không bà bái chào tạm biệt ba mẹ đi. Yêu bà bá và má ở Việt Nam nhiều lắm. Hôm nay yêu bà bá và bà má quà con Duy nhiều hơn lúc trước nữa mẹ ơi, bà bá ơi. Nhiều sức khỏe nữa mẹ và bà bá, chăm sóc gia đình của bà bá và má, chăm sóc cơ tim, sức khỏe, chăm sóc nhiều sức khỏe nữa mẹ ơi, bà bá ơi. Ăn cơm, ăn cái gì là không bệnh, ăn cơm uống thuốc, yếu bệnh cái gì nè. Ok. Yêu quá à. Bye bye. Hôm nay con đi trước nè. Bye bye khóc. Cảm ơn nha con. Rồi. Bye con nha. Rồi bye. Trời ơi, con rất là bất ngờ bởi vì con có theo dõi kia cô dâu người Thái Lan này. Và con rất là thích thú với những cái video clip của cô dâu này, nhưng mà rất là tiếc là con không có xem cái clip nào mà có mặt cô chú, cho nên là con nhìn không có ra. Bây giờ con thấy cô dâu này con nhìn mới ra nè. Đấy, chắc là con sẽ nhờ cô chú chia sẻ một chút xíu về cô dâu Thái Lan này quá. À, bé Na nó cũng có nói tiếng Việt được chút đỉnh, nhưng mà cái nào không biết á thì Jenny, cái nào không biết á thì chỉ cái món như đồ vặt đó Jenny, hoặc là nó hỏi Duy, hỏi nó nói bằng tiếng Anh á. Na nó cũng biết, cũng như là cỡ cũng được tiếng Việt cũng 60% đó. Giờ chú cũng đang học thêm nữa, chẳng hạn những cái từ thông thường hàng ngày, ăn cơm, giờ mời, bây giờ chú chỉ luyện làm sao mà luyện những cái từ mà chị xui đâu đó ha. Nếu sau này là đụng chị xui là coi như mà chị xui vô ăn là mới có tình cảm thôi, chứ ngoài ra không có gì. Sao quên đi khắp à, chú nói thử một câu dài dài đi. Khi mà đụng chị xui rồi bắt đầu là sủi mắt lơi, thầy chị đẹp quá, ví dụ nói vậy đó. Mà chị ăn cơm gì đó đẹp vậy. Sủi mắt lơi. Phụ nữ mà con à, phụ nữ con đừng có cười nữa nè. Phụ nữ mà khen đẹp đó là phụ nữ khoái à, không vừa khen đẹp mà vừa mời ăn cơm cái nữa là trời ơi, còn gì bằng tuyệt vời nữa, còn trên tuyệt vời luôn đó, có gì đâu. Mình trước mắt là vậy đi, xã giao đi, còn lâu dài mà, không còn năm này qua năm nọ mà, không năm đầu là mình đắng bao nhiêu đó thôi, không. Nói chung là bé Nan nghe rất là tốt. Tốt lắm. Rất tốt. Mà lúc đầu tiên á là Duy dắt về nhà là ở nhà là thấy thương liền luôn á. Tự nhiên thấy có hậu lắm, tự nhiên thương liền à. Tự nhiên nó sao cái chú quay qua nói với cô nè, nói sao mà tôi thấy tôi thương nhỏ này quá à. Cái tự nhiên nó thốt lên cái Duy nói bé Nan không có cha. Kêu Duy dịch lại với cho Nan đó nghe, nói là đừng có lo, có cha sẽ làm cha của con. Nếu con chịu, cha sẽ làm cha, con chăm sóc con từ ngay bây giờ. Đến nay nó thương lắm, thương mình lắm, thương tôi lắm, hai vợ chồng lắm. Gia đình rất là hài lòng. Tại vì bé Nan biết trên, biết dưới, biết người lớn, trẻ nhỏ, biết... Làm phước lắm. Bé Nan làm phước lắm. Có lòng mà hảo tâm lắm. Có phải là con dâu Thái chỉ chú làm YouTube không? Không, cái này là con trai. Con trai. Vậy thì bây giờ chú hãy giới thiệu cái kênh YouTube của mình cho quý vị khán giả biết rộng hơn, để mà được nhiều sub hơn, để mau mau đạt được nút vàng đi. Hiện giờ Duy nó lập cho chú á, à, chú với Thím á, một cái kênh á là kênh Duyên, đó là ba bá ma má, đó, cũng bắt kiếm tiền rồi, hôm qua hôm kia vậy rồi, bà con ủng hộ nhờ khán giả mình, có thể ba kênh á, kênh Duy Nisa nè, bé Nan Thái Lan nè, bà bá mà má nè, ba kênh. Tôi cũng vô coi như là giúp con nó. Tại khi mà bé Nan về Thái Lan á, là Duy nó sắp bắt sang bang, suy sụp lắm. Thật sự là tội con lắm.
nó mơ ước mà, nó làm cái nghề đó tại nó thích mà. Mình giúp con nó được cái gì mình giúp, và hai chồng mới xúm vô chung tay, coi như là để nấu ăn làm những cái món quê hương, những cái này cái kia, rồi dần dần cái khán giả nó yêu thích đó, rồi bắt đầu cái rồi bắt đầu là làm cho Duy nó có niềm tin lại. Nói chung là cũng trong gia đình không à, niềm tin với nhau là mình tạo để mình gom để mình đẩy nó lên, chứ ngoài ra là mà cứ xìu ổn ảnh không được, đó là quyết tâm. Bản thân con cũng rất thích những cái kênh YouTube mà có thể quảng bá được về những cái nét đặc thù của từng vùng miền ở quê hương Việt Nam, cũng như là những cái món ăn đặc sản, hoặc là những cái điều gì đó nó bình dị nhất, nó rất là phù hợp với lại con người của Việt Nam. Cảm ơn MC Ngọc Lan rất nhiều. Chú ơi, bây giờ nếu như mà nhìn lại cái hành trình 30 năm sống với nhau và tất cả những cái điều vất vả mà cô chú đã trải qua, ngày hôm nay chú sẽ nói cái gì với cô? Thật sự là đến với bà xã để mà nói với bà xã cái lời là suốt đời và muôn kiếp lúc nào cũng phải chung thủy bên nhau, gọi là để mà chăm sóc cho nhau, cứ yêu thương vợ, yêu thương con, chăm sóc gia đình để không còn chăm sóc nổi nữa. Đời vô thường lắm, không sống làm sao tốt với nhau, cứ cho nhau cái đó tốt đẹp đi. Nếu mà để nói một cái điều gì đó với chú thì cô sẽ nói cái gì? Nào giờ cô không có biết nói à, mấy cái câu nói à. Qua Mỹ cảm qua Mỹ này nọ, cô không biết nói. Cô thể hiện bằng hành động, cũng như là mình yêu thương chồng thì mình chăm sóc, mình lo cái này cái kia cho nó chu đáo thôi. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều khi đã tham gia chương trình và chia sẻ cái câu chuyện của cô chú cho con cũng như là quý vị khán giả của Tình Trăm Năm được nghe. Để qua đó thì tụi con có thể đúc kết thêm được rất là nhiều cái kinh nghiệm cho cái hành trình yêu đương của bản thân mình. Và một lần nữa thì con xin được chúc cho đầu tiên là kênh YouTube của chú nè, của con dâu nè, của con trai nè, được ngày càng phát triển. Bên cạnh đó thì con cũng xin được gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú và mong rằng là cô chú sẽ vẫn luôn ở bên nhau vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc như thế này. Cảm ơn. Rồi cuối chương trình thì cũng xin cảm ơn chương trình, cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần. Bây giờ thì Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.